Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài tập bài hai chai. Động tác thứ nhất, động tác số 1. Đầu tiên, tay phải chúng ta cầm chai trắng cho chúng ta dễ phân biệt. Tay trái chúng ta cầm chai màu xám cho chúng ta dễ phân biệt. Cách chuyển tay với nhau. Động tác số 1. Tay phải chúng ta chụp cái thân chai chúc xuống như thế này. Tôi sẽ làm lại cho các bạn xem. Tôi làm lại một lần nữa. Khi chụp thì chúng ta chụp ở phía dưới, đi ngang chai, đi ngang qua như thế này. Rồi ta chụp chai phía dưới, mu bàn tay hướng về phía khán giả. Rồi tôi làm lại một lần nữa. Tiếp theo động tác số 2. Tay trái chúng ta lòng phía dưới tay phải, chụp vào giữa thân chai. Tôi sẽ làm lại. Rồi tôi làm chậm cho các bạn xem. Rồi tôi sẽ kết hợp động tác số 1 và số 2. Tay trái cầm thuận, tay phải cầm ngược. Bạn thấy rõ không ạ? Tiếp tục động tác số 3. Động tác số 3, ta kết hợp tay phải chụp chai trắng, để chúng ta đồng thời chúng ta xoay người về phía bên phải. Tay chúng ta vẫn cầm ngược. Chúng ta luyện về vai trái, một lực vừa phải, đứng chai. Các bạn chụp làm sao cổ chai hướng về phía trên. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn xem. Lòng bàn tay chúng ta đưa vào khán giả, mu bàn tay chúng ta áp vào sát người như thế này. Rồi tôi sẽ làm lại một lần nữa. Xoay người. Rồi tôi sẽ làm một lần nữa. Khi tung ngang chai, đứng chai. Đấy. Động tác tiếp theo, động tác số 4. Tay trái chúng ta xoay chai cho lòng bàn tay. Xoay chai thì cổ chai chúng ta hướng về phía bên phải, lấy một lực và trong lòng chúng ta dùng cổ tay chúng ta xoay. Xoay về hướng bên trái như thế này. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn xem. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi tôi sẽ kết hợp 4 động tác với nhau. Động tác số 5. Tay phải chúng ta
lòng phía chân tay trái. Chúng ta đưa về phía trước, vòng qua phía sau. Tôi sẽ làm lại. Khi lòn các bạn, khi lòn thì chúng ta cầm giữa chai. Khi lên tới đầu thì chúng ta nhích cái tay xuống một xíu để chúng ta cầm cổ chai. Đó, như thế này. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Chúng ta hơi xoay người về hướng bên phải. Khúc này chúng ta thả hơi thả ra, hơi xoay người, hơi ngã người về phía sau. Rồi, tôi sẽ làm lại động tác số 5. Rồi, chúng ta sẽ ôm lại động tác số 1 với tới số 5. Rồi, tiếp theo thì ta học động tác số 6. Động tác số 5, khi chúng ta lòn qua sau đầu thì chúng ta dùng chai, cầm cổ chai hất một lực nhẹ xuống phía dưới. Tay trái chúng ta lò lên trên tay phải, quăng một vòng về phía sau. Chúng ta hơi nghiêng người về phía bên trái. Tôi làm lại cho bạn xem. Tay chúng ta chập cổ chai, lòng bàn tay chúng ta hướng về khán giả, mu áp sát người. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn xem. Chân chúng ta duỗi thẳng. Rồi, tôi làm lại một lần nữa. Chúng ta kết hợp 1 và 2. Rồi, tôi sẽ ôm lại động tác số 1 tới số 6.